áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các bạn đến với khoa học môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và hôm nay thì cô trò mình tiếp tục đồng hành cùng với nhau khám phá tiếp cuốn sách này. Hôm nay thì cô trò mình sẽ tìm hiểu thêm một bảng nhân, bảng chia nữa. Đó là bảng nhân 8 và bảng chia 8. Ở tiết học hôm trước thì chúng mình đã khám phá về bảng nhân 7, bảng chia 7 rồi. Vậy thì bảng nhân 8, bảng chia 8 có điều gì khác biệt hay không? Thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau vào phần đầu tiên, đó là phần khám phá cùng với bạn robot. Chúng mình hãy quan sát giúp cô vào bức tranh này. Đây là bức tranh mà bạn robot đang đi khám phá đại dương, đúng chưa? Và chúng mình thấy một nhân vật xuất hiện bên cạnh bạn robot ở đây, chính là bạn gì đây nhỉ? À, ở đây chính là bạn Bạch Tuộc. Vậy thì các bạn hãy quan sát giúp cô bạn Bạch Tuộc này. Đây. Bạn Bạch Tuộc này sẽ đưa đến cho chúng mình một câu hỏi như sau. Đây. Bạn Nam, bạn Việt đưa để cho chúng mình câu hỏi, đó là mỗi con bạch tuộc có 8 cái vòi. Hỏi hai con bạch tuộc thì sẽ có bao nhiêu cái vòi? Đây, các bạn nhìn giúp cô đây. Đây chính là những chiếc vòi của chú bạch tuộc này. Vậy thì mỗi chú bạch tuộc này sẽ có 8 cái vòi. Vậy bạn Nam hỏi chúng mình là vậy thì hai con bạch tuộc như vậy thì sẽ có tất cả là bao nhiêu chiếc vòi? Vậy để tìm được số vòi của hai chú bạch tuộc thì chúng mình cần phải thực hiện phép tính gì các bạn nhỉ? À, chúng mình sẽ cần phải thực hiện phép tính, đó là 8 nhân với 2. Vậy thì phép nhân 8 nhân 2 này sẽ được kết quả bao nhiêu các bạn nhỉ? À, cô sẽ chuyển từ phép nhân 8 nhân 2 này về phép tính cộng. Cô sẽ có 8 được lấy 2 lần thì chúng mình sẽ có phép tính cộng, đó là 8 cộng với 8. Vậy thì phép tính cộng 8 cộng 8 này thì chúng mình sẽ dễ dàng tìm được kết quả là bằng 16. Như vậy thì tương tự chúng ta sẽ có kết quả cho phép nhân 8 nhân 2 sẽ bằng 16. Đúng chưa? Và từ phép nhân này thì cô sẽ có một phép chia tương ứng, đó là cô lấy tích này 16 này chia cho 8 thì ta sẽ được kết quả là 2. Đây, phép tính chia này, 16 chia 8 bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có phép nhân là 8 nhân 2 bằng 16 và phép chia 16 chia 8 bằng 2. Đây chính là hai phép tính trong bảng nhân 8 và bảng chia 8 mà hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thành. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục hoàn thành bảng nhân 8 và bảng chia 8. Chúng ta sẽ có đầu tiên, đó là bảng nhân 8 trước này. Đây, ở đây chúng mình sẽ có giống như các bảng nhân mà ta đã được học rồi. Thì chúng mình sẽ có đây là 10 phép tính nhân trong bảng nhân 8. Và ta đã biết được kết quả cho phép nhân đầu tiên, đó là 8 nhân 1 thì có kết quả là 8. 8 nhân 2 thì bằng 16 rồi. Vậy thì 8 nhân 3 chúng ta sẽ được kết quả là bao nhiêu các con? À, bạn robot đã trở lại và đưa chúng mình một thông tin rất là hữu ích để chúng mình có thể hoàn thành được bảng nhân 8 này như sau này. Thêm 8 vào kết quả của phép tính nhân 8 nhân 2, ta sẽ được kết quả của phép nhân 8 nhân 3. Rồi, cô nhắc lại này, chúng mình chỉ cần thêm 8 vào kết quả của phép tính nhân 8 nhân 2 này thì chúng ta sẽ được kết quả cho phép tính nhân 8 nhân 3. Vậy thì thêm 8 có nghĩa là chúng mình sẽ lấy kết quả là 16 này cộng thêm 8, đúng chưa? Và mình sẽ có 16 cộng 18 là bằng 24. Như vậy thì phép nhân 8 nhân 3 này sẽ có kết quả là 24. Tương tự cách làm như vậy, chúng mình sẽ thêm 8 vào phép tính nhân, kết quả của phép tính nhân 8 nhân 3 để được kết quả cho phép tính nhân tiếp theo, đó là phép nhân 8 nhân 4. Vậy chúng mình sẽ có 24 mà cộng thêm 8 thì sẽ được là 32. Vậy phép nhân 8 nhân 4 được kết quả là 32. Tương tự cách làm như vậy, chúng mình chỉ cần thêm 8 vào kết quả của phép nhân phía trên thì ta sẽ được ngay kết quả cho phép nhân liên tiếp sau phía dưới này, đúng chưa? Vậy thì phép nhân 8 nhân với 5 chúng mình chỉ cần lấy 32 cộng với 8 được kết quả là 40. Rồi, vậy thì 8 nhân 6 bằng bao nhiêu các con nhỉ? À, chúng mình sẽ lấy 40 cộng với 8 là bằng 48. Vậy thì 8 x 7 chúng mình được kết quả là? À, lấy 48 này cộng với 8 chúng mình được kết quả là 56. 8 x 7 bằng 56. Còn 8 x 8 thì bằng bao nhiêu các con? À, mình lại lấy 56 này cộng thêm 8 được kết quả là 64. Rồi, 8 x 9 thì là bao nhiêu nhỉ? 72.
Và phép nhân cuối cùng 8 x 10 chúng mình sẽ được một kết quả tròn trục đó là 80. Như vậy là chúng mình đã nhờ vào gì nhỏ gợi ý của bạn robot và chúng mình đã hoàn thành xong bảng 8, bảng nhân 8. Các bạn hãy cùng cô đọc lại bảng nhân 8. 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72 và 8 x 10 bằng 80. Vậy thì chúng mình hãy nhớ lại giúp cô xem là làm sao để chúng mình có thể tìm ra được các bảng chia từ bảng nhân tương ứng. À, để tìm được bảng chia 8 này thì chúng mình hãy dựa vào bảng nhân 8 để chúng mình có thể hoàn thành như sau này. Các bạn sẽ nhìn giúp cô vào tích, có nghĩa là kết quả của phép nhân ở trong bảng nhân này. Vậy thì chúng mình sẽ lấy kết quả của phép tính nhân này chia cho thừa số 8 ở phía trên thì chúng ta sẽ được kết quả chính là thừa số còn lại này, đúng chưa? Và đó cũng chính là các phép tính chia ở trong bảng chia 8 mà hôm nay chúng mình sẽ phải hoàn thành trong bảng chia 8 này. Đây, chúng ta sẽ có là 8 chia 8 thì được kết quả là bằng 1, đúng chưa? 16 chia 8 bằng 2, đây ạ. Lấy tích là 16 này, chia 8 thì chúng mình sẽ được kết quả là 12. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có 24 chia 8 được bao nhiêu các bạn nhỉ? À, 24 chia 8 thì sẽ được kết quả là 3. 32 chia 8, đấy ạ, 32 chia 8 thì được bao nhiêu các con nhỉ? À, nhìn ngay sang phía bên này, chúng mình sẽ biết ngay được kết quả của phép chia này là 4. 40, 40 chia 8 được kết quả là mấy nhỉ? 40 chia 8 thì bằng 5. Tương tự thì các bạn có điền giúp cô các phép tính chia còn lại ở trong bảng chia 8 được không nhỉ? À, 48 chia 8 thì được mấy nhỉ? 6 này. 56 chia 8 ạ. Đây, 56 chia 8 thì bằng 7. 64 chia 8, nhìn luôn sang phép tính nhân này, 64 chia 8 được kết quả là 8. Rồi, 72 chia 8, 72 chia 8 thì được kết quả bằng 9. Và cuối cùng 80 chia 8 ạ. Đây, 80 chia 8 thì chúng mình sẽ biết ngay được kết quả là bằng 10. Như vậy là cô trò mình đã vừa hoàn thành xong cả bảng nhân và bảng chia 8. Bây giờ các bạn sẽ cùng cô đọc lại bảng chia 8 một lần nữa này. Bảng chia 8, 8 chia 1, 8 chia 8 bằng 1, 16 chia 8 bằng 2, 24 chia 8 bằng 3, 32 chia 8 bằng 4, 40 chia 8 bằng 5, 48 chia 8 bằng 6, 56 chia 8 bằng 7, 64 chia 8 bằng 8, 72 chia 8 bằng 9 và 80 chia 8 bằng 10. Đó, đây là bảng nhân cũng như bảng chia 8 mà cô trò mình vừa mới hoàn thành. Bây giờ thì các bạn có thể nhớ hơn về hai bảng tính này thì bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau chuyển qua phần tiếp theo. Phần tiếp theo là phần hoạt động. Ở trong phần hoạt động này thì cô trò mình sẽ cùng nhau đi làm các bài tập liên quan đến bảng nhân 8 và bảng chia 8 để chúng mình có thể nhớ kỹ và sâu hơn. Chúng mình sẽ có bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 1. Ở trong bài tập số 1 này, nhiệm vụ của chúng mình là phải như thế nào nhỉ? Điền số vào các chỗ mà có dấu hỏi chấm như thế này, đúng chưa? Ở trong bài tập số 1 này chúng mình sẽ có hai bảng, đó là bảng A và bảng B. Bảng A, chúng mình sẽ quan sát cho cô vào bảng A trước này. Bảng A này thì chúng mình sẽ gồm có 3 hàng. Hàng đầu tiên là các thừa số này, hàng thứ hai là các thừa số thứ hai và hàng thứ ba là tích. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình là phải đi tìm các tích còn thiếu ở đây, đúng chưa? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập và hoàn thành bài tập này cùng với cô này. Chúng ta sẽ có cột đầu tiên, đó là thừa số thứ nhất là 8, thừa số thứ hai là 2 và tích ở đây đã được làm mẫu rồi là 16. Có nghĩa là ở trong cột này thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính nhân, đó là 8 nhân với 2 bằng 16, đúng chưa? Đây, cô sẽ ghi ra đây này. 8 nhân với 2, đúng chưa? Và tìm ra được kết quả tích là bằng 16. Vậy thì tương tự ở trong cột thứ hai chúng ta sẽ có phép tính nhân gì nhỉ? 8 nhân với 4, đúng chưa? 8 x 4. Vậy thì các bạn nhớ lại giúp cô xem bảng nhân chúng mình vừa lập được, bảng nhân 8 chúng ta có 8 x 4 bằng bao nhiêu nhỉ? À, 8 x 4 thì bằng 32. 32, đúng chưa? Đây chính là phép nhân 8 x 4. Rồi,
Tiếp theo đến phép nhân tiếp theo chúng ta sẽ có là phép nhân gì nhỉ? 8 nhân 6 đúng chưa? 8 nhân 6. Vậy thì trong bảng nhân 8 nhân 6 chúng ta được kết quả là 48, chính xác. Rồi, có bạn đã nhớ rất nhanh rồi. Rồi, phép nhân tiếp theo là 8 nhân với 3 đúng chưa? Vậy ta sẽ có 8 nhân 3 là bằng 24. Rồi, rất là đơn giản. Còn 8 nhân 5 thì bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? À, 8 nhân 5 bằng 40, chính xác. Rồi, 8 nhân 7 ạ, phép nhân cuối cùng, 8 nhân 7 bằng 56. Đó. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy cùng cô đọc lại các phép tính mà chúng mình vừa mới tìm ra được tích này. Đầu tiên ta sẽ có là 8 nhân 2 bằng 16, 8 nhân 4 bằng 32, 8 nhân 6 bằng 48, 8 nhân 3 bằng 24, 8 nhân 5 bằng 40 và 8 nhân 7 bằng 56. Đây chính là các phép nhân, phép tính nhân có trong bảng nhân 8 mà chúng mình vừa mới lập, đúng chưa? Tiếp theo thì chúng mình đến với phần B. Ở trong phần B này chúng mình cũng có một bảng gồm có 3 hàng. Đó là hàng đầu tiên đó là gì nhỉ? Số bị chia. Hàng thứ hai là số chia và hàng thứ ba là thương. Vậy thì ở đây chúng mình thấy xuất hiện các dấu hỏi chấm ở hàng thương, đúng chưa? Vậy thì chúng mình cũng phải đi tìm kết quả cho các phép tính gì nhỉ? Số bị chia, số chia và thương thì chúng mình phải thực hiện phép tính. Đúng rồi, phép tính chia. Ở đây ta đã được làm mẫu ở cột đầu tiên. Đây chính là phép chia 24 chia 8 được kết quả là 3. Đây, 24 chia 8, được chưa? Đó. Vậy thì tiếp theo các cột còn lại chúng mình phải đi tìm thương còn thiếu ở trong các phép chia này. Phép chia thứ hai chúng mình sẽ có đây là bao nhiêu nhỉ? 32 chia 8 được kết quả bao nhiêu các con nhỉ? À, trong bảng chia 8 ta sẽ có 32 chia 8 được kết quả là 4, chính xác. Rồi, 16 chia 8 thì bằng bao nhiêu? Rất đơn giản. À, bằng 2. Rồi, 40 chia 8 bằng mấy nhỉ? Đây, phép chia 40 chia 8. Trong bảng chia 8 thì chúng mình sẽ được kết quả là 5, đúng rồi. 56 chia 8 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 7, chính xác. Phép chia 56 chia 8. Còn 72 chia cho 8 bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 9, đúng rồi. Các bạn đã nhớ rất nhanh. Đó chính là phép chia 72 chia 8, đúng chưa? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô đọc lại các phép chia ở trong phần B này. 24 chia 8 bằng 3, 32 chia 8 bằng 4, 16 chia 8 bằng 2, 40 chia 8 bằng 5, 56 chia 8 bằng 7 và 72 chia 8 bằng 9. Đó, như vậy là các phép tính chia ở trong phần B này cũng chính là các phép tính ở trong bảng chia 8 mà cô cho mình vừa mới tìm hiểu. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô chuyển qua bài tập tiếp theo. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển qua bài tập số 2. Bài số 2 đề bài là số này. Mỗi hộp bút có 8 chiếc bút chì màu. Đây các bạn nhìn giúp cô. Đây là chính là chiếc hộp bút chì màu. Vậy thì chúng mình phải điền giúp cô vào những chỗ mà có dấu hỏi chấm như thế này. Vậy thì chúng mình sẽ tìm hiểu giúp cô xem thông tin về bài toán này là như thế nào này. Đầu tiên ở trong cột bên này chúng mình thấy gì nhỉ? À, ở đây chính là các bài toán, các câu hỏi. Còn bên này chính là kết quả hay chính là phép tính để tìm ra kết quả cho câu hỏi ở phía bên kia. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình là phải đi giải đáp phép tính này để tìm ra kết quả. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên ạ. Câu hỏi đầu tiên, 4 hộp bút có bao nhiêu chiếc bút chì màu? Chúng mình biết đó là một hộp bút, mỗi hộp bút thì sẽ có 8 chiếc bút chì màu. Vậy thì 4 hộp bút thì sẽ có tất cả là bao nhiêu nhỉ? À, sẽ có là 8 nhân với 4, đúng chưa? Đây, nối vào đây, đúng chưa? Chính là phép tính 8 nhân với 4 này. Vậy thì chúng mình nhìn giúp cô xem phép tính nhân 8 nhân với 4 chúng mình vừa mới học ở trong bảng nhân 8 rồi. Thì chúng ta sẽ được kết quả bao nhiêu nhỉ? À, 8 x 4 là bằng 32, đúng chưa? Rất là dễ, điền luôn được ở đây là 32. Tiếp theo đến với ô màu đỏ này, câu hỏi của nó là 6 hộp bút thì có bao nhiêu bút chì màu? Vậy thì phép tính để tìm ra kết quả số bút chì màu trong bài toán này là gì nhỉ? À, chính là 8 x với 6, đúng chưa? Đây, đây. Nhìn xe theo cái đường đi của nó đây.
Vậy chúng mình sẽ có phép tính đó là 8 nhân với 6 được kết quả bao nhiêu các con nhỉ? Nhớ lại giúp cô xem nào. 8 nhân 6 bằng 48, chính xác. Ghi vào đây là 48. Rồi, xong hai câu hỏi rồi. Đến với câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ có là ba hộp bút có bao nhiêu bút chì màu, đúng chưa? Vậy thì chúng mình tìm ra được số bút chì màu trong bài toán này bằng cách thực hiện phép tính gì nhỉ? À, lấy 8 nhân với 3, đâu nhỉ? Đấy, đi theo con đường tên của nó này. 8 nhân 3, vậy thì phép tính nhân này được kết quả bao nhiêu các con nhỉ? À, 8 nhân 3 là bằng 24. Ghi vào đây là 24. Rồi, đến với câu hỏi ở trong bảng màu vàng này. 10 hộp bút có bao nhiêu chiếc bút chì màu? Vậy chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì nhỉ? À, 8 nhân với 10. Đâu, đi theo con đường của nó này. Ta sẽ có 8 nhân 10 là phép tính nhân cuối cùng ở trong bảng nhân 8. Được kết quả là bao nhiêu nhỉ? 80, chính xác. Các bạn sẽ rất nhớ phép tính nhân này tại vì chúng mình được kết quả là số tròn trục. Đến với câu hỏi cuối cùng, 5 hộp bút có bao nhiêu bút chì màu? Chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì nhỉ? 8 nhân với 5, đúng chưa? Đâu, đây, 8 nhân với 5 được kết quả là 40. Rồi, điền vào đây là 40. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy cùng cô đọc lại các phép tính nhân chúng mình vừa mới tìm ra được ở trong từng bài toán này. 8 nhân 6 bằng 48, 8 nhân 10 bằng 80, 8 nhân 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40 và 8 x 3 bằng 24. Rồi, như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ chúng mình chuyển qua bài tập tiếp theo. Bây giờ các bạn hãy cùng cô đọc lại bảng nhân 8 và bảng chia 8 một lần nữa. Chúng mình sẽ có bảng nhân 8, 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72 và 8 x 10 bằng 80. Đến với bảng chia 8 này. 8 chia 8 bằng 1, 16 chia 8 bằng 2, 24 chia 8 bằng 3, 32 chia 8 bằng 4, 40 chia 8 bằng 5, 48 chia 8 bằng 6, 56 chia 8 bằng 7, 64 chia 8 bằng 8, 72 chia 8 bằng 9 và 80 chia 8 bằng 10. Về nhà thì các bạn hãy học thật thuộc giúp cô bảng nhân 8 và bảng chia 8 này. Nó sẽ giúp ích chúng mình rất nhiều trong các bài toán sau này mà chúng mình sẽ phải hoàn thành. Bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.